Xin chào mọi người nha. Các bạn thả tim comment để chúng ta chào nhau cái nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến với dạng môn đai tiếp theo của phần nghe hiểu, cũng là cái dạng môn đai mà mọi người rất là mong chờ nhá. Môn đai số 3 mọi người ạ. Môn đai số 3. Rồi, trước khi đi vào nội dung của buổi livestream ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một các khóa học hiện tại của Dũng Modi đang có nhá. Đầu tiên là lớp học online VIP 15 với chương trình học từ 55 đến 58 buổi học trực tuyến qua Zoom. Tùy từng cấp độ sẽ có số buổi khác nhau này, và học viên số lượng học viên tối đa sẽ là 17 bạn. Về cấp độ sẽ từ N5 đến N1, giáo viên sẽ là giáo viên của trung tâm có tối thiểu trình độ từ N2 đến N1 này và có nhiều năm kinh nghiệm nhé. Thời gian học thì chúng ta sẽ có những cái ca linh động vào buổi tối, có thể là giờ ca sớm, giờ ca 24/6 hoặc là ca 3/5/7 từ 19-21 giờ giờ Việt Nam. Đối với lớp online VIP 15 này thì chúng ta sẽ được học trực tiếp cùng giáo viên qua ứng dụng Zoom. Và tất cả các buổi học đều có test đầu giờ, được học đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết nằm trong giới hạn chương trình thi GPT mọi người nhé. Về quà tặng, các bạn sẽ được tặng hai phần, một cái là tuyển tập đề thi các năm và một cái sẽ là khóa học online với thời hạn 6 tháng trị giá lên đến hơn 2 triệu đồng. Và cuối cùng, một phần rất là quan trọng đó là không đỗ, được học lại miễn phí. Ok, xin chào các bạn vừa vào nha. Và loại hình thứ hai đối với lớp online VIP 500 thì nó chỉ có một level duy nhất, đấy là level N1 mọi người ạ. N1 ngày khai giảng chính xác là ngày 24 tháng 2 sắp tới. Hình thức học vẫn là học qua Zoom, thứ 2, 4, 6 từ 19 giờ đến 21 giờ. Và giáo viên sẽ có cô Thanh và mình phụ trách. Và cuối cùng vẫn là câu quan trọng nhất, không đỗ các bạn sẽ được học lại nhé. Nhả vía mọi người, đợt này đỗ hết nhé. Ồ, hôm nay chúng ta đã bắt đầu có với nhau chương trình nhả vía rồi đúng không ạ? Các bạn nào đã đỗ N3, N2, N1, N4, N5 gì đấy thì nhả vía cho các bạn nhá. Rồi, vậy thì bước vào nội dung của buổi livestream ngày hôm nay vẫn là tiếp tục của series tiếp sức mùa thi GPT. Và buổi hôm nay chúng ta sẽ đến với phần nghe hiểu của môn đai số 3. Môn đai số 3. Rồi, môn đai số 3 của level N3, N2, N1, đúng không ạ? Đây được cho là môn đai khó. Khó nhất, khó nhì gì đấy, tùy từng level đúng không? Đó, rồi, không biết là các bạn có gặp khó khăn khi mà nghe hay là làm luyện đề cái dạng môn đai này không ạ? Hay, ok, vậy thì trước tiên chúng ta sẽ nhìn về cái cách thức ra đề của cái dạng môn đai số 3 này, xem nó có những cái bước như thế nào và ở từng bước thì các bạn sẽ có những lưu ý gì mọi người nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có dạng. Trước tiên thì nó sẽ khác với môn đai số 1 và môn đai số 2. Đấy là người ta sẽ không cho trước nội dung 4 đáp án ở trên đề nữa. Đúng không? Mà người ta sẽ bắt chúng ta sẽ phải nghe toàn bộ từ câu tình huống đến câu hỏi đến nội dung bài đến đáp án. Tất cả mọi thứ. Cái thứ mà chúng ta nhìn thấy trên đề nó chỉ là trang giấy trắng thôi. Đúng không ạ? Rồi, ok. Vậy thì đầu tiên người ta sẽ cho chúng ta nghe. Thứ này ạ. Nhá. Đầu tiên người ta sẽ cho chúng ta nghe câu tình huống, chỉ câu tình huống thôi. Rất đơn giản, chỉ là TV で女の人が話しています. Trên TV có một người phụ nữ đang nói về cái gì mình không biết. Và không biết người ta sẽ hỏi gì về cái nội dung đấy luôn nhá, chỉ có mỗi câu tình huống thôi. Nhá, mỗi câu tình huống thôi, được chưa? Rồi, khi nghe xong câu tình huống thì người ta sẽ cho chúng ta nghe câu chuyện. Câu chuyện thì sẽ có hai hình thức. Được chưa? Sẽ có hai hình thức. Một sẽ là dạng hội thoại nhá. Là dạng hội thoại. Dạng thứ hai sẽ là dạng phát biểu, học biểu hay là nêu cảm nhận gì đó. Được chưa? Nó sẽ là một cái nội dung có một người nói thôi. Đấy, có hai dạng như vậy. Và cái dạng số 2 này nó sẽ nhiều hơn dạng thứ nhất. Tiếp theo, sau khi nghe xong cái câu chuyện đấy thì người ta mới bắt đầu đưa ra gì đấy? Câu hỏi. Và ngay sau câu hỏi sẽ là nội dung 4 đáp án. Người ta sẽ cho nội dung 4 đáp án vào để chúng ta nghe và cuối cùng là lựa chọn đáp án, đúng không ạ? Nhá. Rồi, vậy thì trước tiên chúng ta sẽ nhìn xem là ở môn đai số 3 thì người ta sẽ thường đưa ra những dạng câu tình huống như thế nào và các cái câu hỏi thường gặp nó sẽ như thế nào để mình có thể hiểu và nắm bắt cái nội dung của nó tốt hơn, nghe tốt hơn, đúng không ạ? Đầu tiên, đối với cái đề ý chị, cái ví dụ số 1, đúng không? Tình huống của chúng ta là gì ạ? TV で女の人が話しています. Trên TV có một người phụ nữ đang nói. Nói gì mình không biết, chưa biết chủ đề, chưa biết nội dung gì cả. Chỉ có mỗi tình huống là
người phụ nữ đang nói gì đó trên TV thôi. Vậy thì ngay từ cái câu tình huống này mình đã có thể gì đấy, hoàn toàn suy đoán ra cái nội dung câu hỏi người ta sẽ hỏi. Chắc chắn người ta sẽ hỏi là người phụ nữ này đang nói về cái gì, hoặc là người phụ nữ này có suy nghĩ như thế nào về cái gì đó. Được chưa? Thì đây là gì đấy? 女の人は何について話してますか? Người phụ nữ đang nói gì, đang nói về cái gì? Nhá, đấy là cái dạng câu hỏi khái quát chung cho cái dạng môn này số 3 này. Được chưa? Rồi tiếp theo đối với cái D số 2, chúng ta có là gì ạ? テレビで男の人が新商品について話してます. Mọi người có thấy cái khác cái bên trên không ạ? Người ta có thêm một cái nội dung này, đúng chưa? Thêm một cái nội dung ở giữa là show新商品について, về cái sản phẩm mới. Tức là chúng ta đã biết được cái chủ đề mà người ta sẽ nói đến trong cái câu chuyện bên dưới chưa ạ? Có rồi, tức là chúng ta biết sẵn chủ đề rồi. Bên trên chúng ta không biết chủ đề, bên dưới thì ở câu tình huống chúng ta đã có sẵn chủ đề rồi, đúng không? Đấy. Và cái mà chúng ta cần tìm đó là cái người đấy thì có suy nghĩ như thế nào về cái chủ đề đó thôi, đúng không? Có suy nghĩ như thế nào về cái chủ đề đó, được chưa nào? Rồi ok, đấy là hai dạng tình huống và hai dạng câu hỏi nó thường gặp nhất trong dạng môn đai số 3 mọi người nhé. Thứ nhất là không có nhí duy tệ, và thứ hai là có nhí duy tệ. Không có nhí duy tệ thì nó chỉ đơn giản là một tình huống, được chưa ạ? Một bối cảnh. Còn có nhí duy tệ chúng ta không chỉ biết được bối cảnh mà chúng ta còn biết được cái chủ đề của câu chuyện, được chưa nào? Rồi ok, vậy thì chúng ta sẽ có hai dạng bài chính thường gặp ở môn đai số 3 này, loại trừ cái dạng mà câu hỏi nhé mọi người nhé. Có một cái dạng không phải câu hỏi, một cái dạng mà dạng gì nhỉ, dạng hội thoại. Dạng hội thoại, cái dạng đấy thì nó khá là dễ, nó gần sát với cái cách làm của dạng môn đai số 1, số 2, chỉ là chúng ta không biết trước được nội dung câu hỏi và bốn đáp án thôi nhá. Còn nội dung nghe thì khá là dễ. Còn đối với cái dạng bài phát biểu ấy thì nó sẽ chia ra làm hai dạng chính như thế này, ok chưa nào? Dạng thứ nhất, dạng thứ nhất cũng là dạng gặp nhiều nhất, đấy là người ta sẽ nêu ra chủ đề chính trước. Chủ đề chính thì một là nó sẽ nằm ngay ở trên câu tình huống như vừa rồi, hai là nó sẽ nằm ở ngay đầu của cái đoạn văn đấy, được chưa? Sau khi nêu ra chủ đề chính rồi thì ở bên dưới, tức là sau đó người ta sẽ phân tích, so sánh, lấy ví dụ để làm nổi bật lên cái chủ đề, cái trọng tâm, cái vấn đề mà người ta muốn nhấn mạnh hay là người ta muốn nói đến, được chưa? Chủ đề không có nghĩa là đáp án nhá. Quan trọng là chúng ta phải tìm xem là người ta nói gì về cái chủ đề đấy, được chưa? Ví dụ chủ đề là một cái điện thoại chẳng hạn, thì mình sẽ phải nghe xem là người ta nói gì về chiếc điện thoại đấy. Nó tiện lợi hay nó bất tiện, được chưa? Nó là một cái sản phẩm mới rất là hot hay nó là một cái sản phẩm cũ cần được thanh lý. Đấy, thì mình sẽ phải nghe được cái nội dung xem là người ta nói gì về cái chủ đề đấy mọi người nhá. Chứ không chỉ đơn thuần biết chủ đề nó là đáp án đâu. Rồi, đấy là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai, người ta sẽ đưa ra những cái thực tế hoặc là những cái nhận thức chung của nhiều người, của mọi người hoặc là của người khác. Sau đấy thì người nói sẽ đưa ra cái gì đấy, cái quan điểm nhá. Cho đến nào, đây, quan điểm cá nhân của người nói. Thì cái điều mà chúng ta cần nghe, điều mà chúng ta cần tập trung, cần chú trọng ở đấy, nó chính là cái gì đấy? Quan điểm cá nhân của người nói. Nó cũng giống như là cái dạng bài tìm ý của tác giả ở trong bài tan bân đấy mọi người. Tìm ý kiến của tác giả trong bài tan bân ấy. Đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Tìm quan điểm của người nói. Trong bài đọc hiểu sẽ là tìm quan điểm của tác giả. Thì trong bài nghe hiểu ở dạng này chúng ta sẽ tìm quan điểm của người nói. Được chưa? Xem là người ta có quan điểm như thế nào. Cái chuyện mà người khác nghĩ như thế nào hay là mọi người nghĩ như thế nào, mọi người nói như thế nào ấy, nó sẽ không phải nội dung chính của bài. Nhá, nên là mọi người đừng nhầm những cái nội dung đấy biến nó thành đáp án, được chưa? Lần nữa vào phần thực hành thì chúng ta sẽ đi từng level 1. Ok chưa? Ok, đối với dạng đầu tiên đó là cái dạng mà người ta sẽ nêu chủ đề chính, sau đó sẽ phân tích chi tiết, lấy ví dụ hay là so sánh gì đó chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý như thế nào khi làm này? Đầu tiên, cái bước đầu tiên chúng ta sẽ cần phải làm đấy là xác định chủ đề, đúng không? Như vừa nãy chúng ta có nói với nhau, đấy là cái chủ đề đầu tiên, một, nó sẽ nằm trên câu tình huống. Hai, nó sẽ nằm ở câu số 1 hoặc câu số 2. Một trong hai câu đầu nhá. Đấy, của cái bài phát biểu do một người nói. Còn nếu nó là một cái đoạn hội thoại thì nó có thể nằm ở câu số 1 hoặc sẽ là tối đa sẽ là câu số 3 thôi. Tại vì trong cái đoạn hội thoại thường là
đầu tiên người ta sẽ chào hỏi nhau, ơ chào cậu lâu lắm rồi không gặp, hay là dạo này cậu có thời gian không, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút ấy. Người ta sẽ chưa đi luôn vào chủ đề. Có bài nó sẽ chào hỏi trước, có bài nó không chào hỏi. Thì cái chủ đề chúng ta sẽ tìm từ câu 1 đến câu 3 là sẽ ra chủ đề của bài đấy. Được chưa? Nhá. Tiếp theo, xác định chủ đề xong rồi thì chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ phải xác định xem người ta đang nói gì về cái chủ đề đấy. Được chưa? Giống như là vừa nãy chúng ta còn lấy ví dụ đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số những cái nội dung thường gặp người ta hay nói đến, hay phân tích như này. Như là hô hô, phương pháp, đúng không? Hay là điều, lý do. Hay là gì đấy? Edekishi. À, dideki, đúng không? Dideki là lý lịch. Rồi, mondaiten là những cái vấn đề. Vấn đề là những cái bất cập đó, đúng chưa? Hay là iten, điểm tốt này. Keiko, khuynh hướng này. Rồi kufu là những cái cách, những cái phương pháp, sự khéo léo nào đấy, đúng không? Đó, hay là những cái gì đấy, chư y tên, những cái điểm cần phải chú ý này chẳng hạn này. Đó, cái từ này chắc nên đổi thành cái từ dekishi, nó sẽ đúng hơn. Lịch sử ấy, lịch sử. Sẽ có lịch sử hình thành của một cái ngôi đền, ngôi chùa nào đấy chẳng hạn. Khi mà chúng ta thấy người ta có nêu các mốc thời gian chẳng hạn, đúng không? Thì mình có thể đoán được là người ta đang nói về lịch sử hình thành một cái gì đó chẳng hạn nhá. Rồi, ok. Tiếp theo, một cái lưu ý khác đấy là người ta, chính vì người ta sẽ phân tích này, lấy ví dụ này, hay là lấy cái gì đó ra đấy để so sánh. Thế nên những cái đem ra để so sánh hay những cái ví dụ liệt kê nó sẽ không phải nội dung chính của bài nhá. Nó sẽ không phải nội dung chính của bài. Nó chỉ là những cái ví dụ cụ thể thôi. Cái mà chúng ta cần tìm là một cái từ khóa nào đấy. Giống như là mấy cái từ khóa vừa nãy chúng ta có đọc đấy, đúng không? Một cái từ khóa nào đấy nó bao quát được những cái ví dụ, bao quát được những cái phần phân tích mà người ta đưa ra trong bài. Được chưa? Nhá. Thì một số những cái như là tatoeba này, mẫu câu tadi hay là shishi này, hay là toka, nó đều là những cái dạng liệt kê ấy. Thì những cái nội dung liệt kê đấy nó sẽ không phải, những cái từ khóa mà liệt kê ra đấy nó sẽ không phải nội dung chính của bài. Được chưa? Rồi, xin chào các bạn nhá. Thế nên là tóm lại chúng ta sẽ cần phải làm sao? Nghe bám sát vào chủ đề nhá. Đừng thấy cái câu đầu tiên chúng ta đã xác định được chủ đề là người ta nói về cái điện thoại rồi. Thì đến câu cuối cùng là ví dụ người ta đem cái iPad, đem cái máy tính ra để so sánh chẳng hạn. Mọi người đừng có lạc đề biến nó chủ đề thành máy tính nhá. Nhá, cái máy tính nó chỉ là cái thứ đem ra để so sánh thôi. Cái chủ đề nó sẽ nằm ở ngay đầu chúng ta đã biết rồi. Không có gì mà tự nhiên nhảy sang máy tính cả. Được chưa nào? Rồi, đấy là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai thì các bạn chú ý đến một số những cái cách nói thôi. Đây. Đầu tiên người ta sẽ đưa ra nhận thức chung, quan điểm của mọi người, của người khác. Sau đấy thì đưa ra quan điểm cá nhân, đúng không? Thì những cái cách nói thể hiện quan điểm chung, quan điểm của người khác nó sẽ như nào? To iwarete imasu. To iu hito mo imasu hay là koto mo arimasu. Được chưa? Và ngay đằng sau đấy nó sẽ có những cái liên kết nghịch như này. Shikashi, keredomo, ga, tada, demo, vân vân. Nhưng mà, đúng không? Sau đấy sẽ là những cái mẫu câu ngữ pháp thể hiện quan điểm của người nói. Dewa nai deshou ka. To omowaremasu, to kangaemasu. Tôi nghĩ rằng chẳng phải là thế này hay sao? Thì cái mà chúng ta cần phải xác định nó là cái phía bên phải này. Được chưa nào? Rồi, hãy. Đó là tất cả những cái lưu ý của chúng ta. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhé mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành với phần luyện tập đầu tiên của đề tháng 12/2021 và đề tháng 7/2010 của đề GPT N3. Ok, mọi người sẵn sàng chưa nhỉ? Đó, trên đề của chúng ta chính thức nó sẽ chỉ có trang giấy trắng như này và chúng ta sẽ phải tự nghe hết 100% nhá. Và nếu mà các bạn đặt câu hỏi là môn đai số 3 có cần memo hay không thì câu trả lời là không cần thiết đâu mọi người ạ. Nó không quá dài để chúng ta cần phải memo ra. Nếu mà các bạn memo chậm đôi khi nó còn dẫn đến cái việc là các bạn nghe được câu trước mất câu sau nữa nhá. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe nhá. 男の人と女の人が話しています。 明日の山登りの準備できた？ うん、だいたいできたよ。 暖かいジャケットは荷物に入れた？ うん、荷物が多くなっちゃうから入れてない。 さっき天気予報を見たら明日は晴れるって言ってたよ。 いや、山の上は急に雲が出てきて気温が下がるっていうことがよくあるんだよ。 そうだね。 うん、この間も朝は青空だったのに途中で風が強くなって大変だったんだ。 そう。 男の人が伝えたいことは何ですか? 1.
荷物を減らした方がいい。に、上着を持って行った方がいい。三、天気予報はよく当たる。四、明日は天気が悪くなる。OK。Mọi người đã đưa ra được lựa chọn của mình cho câu đầu tiên này chưa nào? Mọi người comment đáp án mà mình lựa chọn trong câu này nhá. Nếu mà được thì mọi người có thể comment luôn cả cái nội dung của cái đáp án đấy cũng được. Hoặc là nếu mà được nữa thì mọi người cũng có thể comment cái chủ đề của nó là gì và cái nội dung người ta đang nói đến là gì, đại khái cái nội dung của nó thì nó càng tốt nữa nhá. Đầu tiên có bạn Dương chọn đáp án số 2 này. Bé Đặng chọn số 2 này. Các bạn đều đang chọn đáp án số 2. Có các bạn nào chọn đáp án khác không nhỉ? Ok, khuyên người phụ nữ mang áo khoác theo đúng không? Rồi, thế thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xem nhá. Thực ra là cái phần đáp án đây, đây là phần đáp án. Ngay sau khi mà người ta nói câu tình huống là otoko no hito to onna no hito ga hanashitemasu, là người nam và người nữ đang nói chuyện với nhau. Ngay sau khi người ta nói câu tình huống thì mình cũng sẽ hình dung ra luôn được là người ta sẽ hỏi cái gì nhá. Người ta sẽ hỏi là gì đấy? Hai người này đang nói về cái gì? Thế thôi. Câu hỏi của môn đai ba nó rất là chung chung, rất là đại khái. Bởi vì cái tên của nó là gì ạ? Gaiyo di kai, đúng không? Cái tên của môn đai số 3 là Gaiyo di kai, là hiểu khái quát. Tức là chúng ta chỉ cần hiểu được cái nội dung chính, cái nội dung khái quát của cái bài đấy thôi. Đó. Thì câu hỏi của chúng ta sẽ là à, hai người này đang nói với nhau về cái gì vậy? Hay đang nói chủ yếu về cái gì đấy? Đó. Nên là chúng ta sẽ luôn luôn nghe cái nội dung này trong cái tâm thế là chúng ta biết trước câu hỏi rồi, biết người ta sẽ hỏi cái gì rồi, chứ không phải là nghe trong mơ hồ, nghe trong cái kiểu là mình không biết người ta sẽ hỏi gì nhá, mà mình biết rồi. Được chưa? Đấy, nghe thế nó sẽ dễ hơn. Nghe xong này, biết câu hỏi này, rồi chúng ta sẽ nghe nội dung. Đây là bài hội thoại đúng không? Hội thoại khá là dễ. Đầu tiên không có chào hỏi ashita no yamanobori no junbi dekita? Cậu đã chuẩn bị xong cho cái việc đúng không? Leo núi vào ngày mai chưa? Vậy thì chúng ta xác định được chủ đề chưa mọi người? Biết được bài này sẽ nói về chủ đề gì chưa? Chính là cái việc chuẩn bị cho cái buổi leo núi đấy. Đúng chưa? Người ta sẽ nói về chủ đề là cái việc chuẩn bị cho buổi leo núi. Đấy. Còn người ta sẽ nói gì cụ thể về cái việc chuẩn bị cho buổi leo núi đấy thì chúng ta sẽ phải nghe cái nội dung ở phía dưới. Đầu tiên xác định chủ đề đã nhá. Tiếp theo, đai tai đến tai ố. Ừ, tớ cũng chuẩn bị đại khái cũng ok rồi đúng không? Thì bạn nam nói tiếp là cái áo khoác ấm ấy thì cậu đã cho vào hành lý chưa? Bạn nữ bảo là không, ý là chưa ấy, đúng không? Ý là tớ chưa bỏ. Bạn nữ bảo là vì là tớ sợ nó sẽ đầy hành lý nên là tớ không cho vào. Vừa nãy thì tớ có xem dự báo thời tiết rồi, ngày mai người ta bảo là trời nắng. Đấy, đúng không? Bạn nam giải thích là không, ở trên núi thì rất là hay có những cái trường hợp, hay là thỉnh thoảng sẽ có những cái trường hợp là gì? Đột nhiên mây đen kéo đến và nhiệt độ nó giảm đột ngột. Đó, à, ừ nhỉ. Đó, đúng không? Rồi bạn nam lại nói tiếp là ừ, đợt gần đây thì làm sao? Tớ cũng đã gì đấy, gặp một cái trường hợp, đúng không? Thay hen đặt là trời rõ ràng buổi sáng rất là trong xanh, thế mà giữa chừng đúng không? Trời tự nhiên nổi gió to, nổi gió ý là lạnh. Đó, à, sổ, thế à? Đúng chưa? Hết chưa nhỉ? Hết rồi đấy. Ừ, được chưa nào? Vậy thì chúng ta thấy là người đàn ông này đang gì nhỉ? Đang muốn truyền đạt điều gì? Nội dung chính của nó đấy. Bài này đang nói về việc gì? Việc chuẩn bị cho buổi đi leo núi. Và cái người nam này nhấn mạnh cái việc gì? Một, nimotsu herashita hoga ii, nên giảm bớt hành lý đi. Có trong bài không ạ? Không. Có một nội dung là bạn nữ bảo sợ nhiều hành lý quá nên là không bỏ vào. Đúng chưa? Nên là câu này sai nhá. Tiếp theo, uwagi o motteta hoga ii, nên mang theo áo khoác. Đúng chưa? Cái từ uwagi này nó chính là bằng cái từ jaketto ở trên bài đấy. Đồng nghĩa. Được chưa? Rồi. Số 3, tenki yōhō wa yoku ataru. Dự báo thời tiết thì rất là chính xác. Chủ đề của chúng ta có phải nói về dự báo thời tiết không mọi người? Không phải. Bám sát chủ đề nhá. Chủ đề của chúng ta không phải nói về dự báo thời tiết, nó chỉ là một trong những cái nội dung mà người ta đem ra để phân tích thôi, chứ không phải là chủ đề của chúng ta, đúng không? Nên là nó sẽ tuyệt nhiên không phải là đáp án nhá. Tiếp theo số 2, số 4 thế này. Ashita wa tenki ga waruku naru. Ngày mai thì thời tiết sẽ xấu. Có phải không? Có phải nói về thời tiết không? Không nhá. Rồi, ok. Thế chúng ta sẽ có đáp án số 2. Được chưa ạ? Mọi người đã hình dung ra cái cách làm chưa?
Đó, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu tiếp theo, mọi người hãy ứng dụng nhá. Câu số 2. Bắt đầu luôn này. 中学生の男の子が友達についてスピーチしています。よくみんな友達は多ければ多いほどいいって言いますよね。僕は前からそのことに疑問を感じていました。どうして友達がそんなにたくさん必要なのかわからないのです。数は少なくてもお互いに心を開いて何でも話せるような付き合いをするのが理想的なのではないでしょうか。友達が多いと一人一人としっかり向き合うことが難しくなると思います。男の子はどんな付き合い方がいいと言っていますか ?1 多くの友達と浅く付き合う2多くの友達と深く付き合う3少数の友達と浅く付き合う4少数の友達と深く付き合う OK! Các bạn sẽ có tầm khoảng 5 giây để suy nghĩ xem chọn đáp án nào nhé. Rồi, bây giờ các bạn có thể comment xem mình đã lựa chọn đáp án số mấy? 1, 2, 3, 4 ạ. Đây là cái dạng thứ hai, dạng má. Người ta sẽ nêu ra quan điểm chung của mọi người, sau đấy là người nói, đúng không? Người nói sẽ thể hiện quan điểm của mình. Vậy thì quan điểm chung của mọi người là gì và quan điểm của người nói là gì? Và cái điều chúng ta cần tìm là quan điểm của người nói chứ không phải quan điểm chung. Đấy, nhá. Rồi, có bạn Dương Thằng chọn đáp án số 4 nữa này. À, Khánh Thằng chọn số 4 này. Ok, đang có hai đáp án rồi đúng không? Đáp án số 2 và đáp án số 4. Các bạn còn đang phân vân gì không ạ? Rồi. Ok, mã Dương 3 này. 1, 2, 3, 4. Đầy đủ cả rồi đấy. Mỗi người chọn một đáp án rồi đó. Hay, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng... Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nội dung của bài này. Đây chính là cái dạng thứ hai. Vừa nãy chúng ta chia cái bài này ra làm hai dạng, đúng không? Dạng đầu tiên là đưa ra cái nội dung chính rồi phân tích so sánh, lấy ví dụ. Dạng thứ hai là đưa ra quan điểm của nhiều người và sau đấy sẽ đưa ra quan điểm của cá nhân người nói. Vậy thì đây đây chính là dạng thứ hai. Đầu tiên tình huống là gì ạ? 中学生の男の子が友達についてスピーチしています. Tức là có một cậu học sinh cấp 2 đang phát biểu, đang hùng biện speech ですね. Đang hùng biện về cái chủ đề là 友達. Vậy thì chúng ta đã biết chủ đề của bài này là gì chưa? Chủ đề là gì ạ? 友達 nhá. Cái bài này sẽ nói về chủ đề là bạn bè. Biết chủ đề ở đây rồi. Đây. 友達. Vậy thì mình sẽ biết được là người ta sẽ hỏi là cái bạn, cái cậu học sinh này sẽ có suy nghĩ như thế nào về chủ đề bạn bè đấy. Đúng không? Câu hỏi người ta sẽ hỏi như vậy. Đại khái sẽ là như vậy. Có thể là không chính xác 100%. Được chưa? Rồi. Đó, vậy thì ngay đầu tiên chúng ta nhìn này. Yoku minna tomodachi wa okere ba oi hodo itte imasu yo ne. Mọi người thường hay nói là, đấy, đây là quan điểm của mọi người, quan điểm chung. Mọi người thường hay nói là thì bạn bè có, nói là gì đấy? À, bạn bè thì có càng nhiều thì càng tốt. Đúng không? Quan điểm chung của mọi người là càng nhiều thì càng tốt. Vậy thì ngay từ cái chỗ này mình đã có thể đoán được là quan điểm của người nói là gì rồi đấy mọi người. Đúng không? Người nói nếu mà người ta có cùng quan điểm với mọi người ấy, thì sẽ không một cái bài này. Người ta đã nêu ra quan điểm chung của mọi người là mọi người thường hay thế này rồi, thì chắc chắn là người ta sẽ nêu ra một cái quan điểm nào đấy khác với quan điểm đấy, khác với của mọi người, thì người ta mới có cái để phân tích chứ. Phải không? Đó. Đấy nhá, tiếp theo này. Tôi thì từ trước, đúng không? Mai cả đã từ trước đã cảm thấy nghi vấn về cái chuyện đó. Tại sao? Đúng không? À, vì là tôi cũng không biết tại sao lại cần phải có nhiều bạn bè đến như vậy. Tôi không hiểu tại sao lại cần nhiều bạn bè đến thế. Ý tác giả là không cần nhiều như thế. Đúng không? Không cần nhiều như thế. Rồi. Dù là, đúng không? Bắt đầu từ đây này. Đây, đếm mộ. Đếm mộ. Dù là cái số lượng bạn bè có ít đi chăng nữa. Thế nhưng mà cái việc gì đây? Đúng không? Cái việc mà chúng ta có thể mở lòng này, rồi nói với nhau bất cứ điều gì này, thì nó chẳng phải là
lý tưởng hay sao? Ý là chẳng phải là tốt hay sao? Ý là ít bạn bè, nhưng mà đều là những người bạn mà chúng ta có thể mở lòng và nói chuyện với nhau bất cứ điều gì, thì nó chẳng phải là tốt hơn hay sao? Đấy, kiểu thế. Rồi, đấy là quan điểm của người đó nhá. Nếu mà có nhiều bạn bè thì tôi nghĩ rằng sẽ khó khăn trong cái việc là chúng ta kiểu đối đãi cẩn thận, đúng không? Ứng xử đối đãi cẩn thận với từng người một. Được chưa? Ok, đấy là quan điểm của mọi người và người nói có sự khác nhau. Vậy thì bốn đáp án của chúng ta này. Câu hỏi là bạn nam đã nói gì về cái gọi là cái cách kết bạn, cái cách mà giao lưu với bạn bè, đúng không? Một là uku no tomodachi. Đầu tiên là nhiều đấy là không được. Đúng không? Uku no tomodachi to asaku tsukiau. Nhiều bạn bè và kết giao một cách gì đấy qua loa, hời hợt. Đúng không? Sai. Tiếp theo vẫn là nhiều bạn bè là không đúng rồi. Quan điểm của người nói phải là ít bạn bè thôi nhưng mà chất lượng, đúng không? Ít nhưng mà chất lượng đấy. Đó, tiếp theo hai thằng này đều là ít đúng không? Một cái là kết giao một cách hời hợt qua loa, cái này sai. Còn cái này là fukaku tsukiau là kết giao một cách gọi là nhà thân thiết ấy. Được chưa? Thân thiết. Đấy, thế thì chúng ta sẽ có gì đấy? So yong bang desu ne. Mọi người đã hình dung được chưa? Ok nhá, thì đấy là hai cái dạng của chúng ta, hai cái dạng cơ bản trong môn đai số 3 của chúng ta. Được chưa? Bây giờ sẽ tăng độ khó lên một tí, đúng không ạ? Tăng độ khó lên một tí nhá. Rồi, bài luyện tập số 3 này bắt đầu nhá. テレビでアナウンサーが話しています. 今日は山田美智子さんをゲストにお迎えしました. 山田さんは お子さんが生まれたのをきっかけに専業主婦となられました。そのため家庭の収入が減り、自然と節約するようになったそうです。今ではいろいろと工夫するのが楽しく、すっかり節約が趣味になっているとのことです。今日はその中から毎日の生活の中ですぐ実践できることを紹介していただきますので、どうぞメモを用意してご覧ください。この番組のテーマは何ですか ?1 仕事を続ける工夫2収入を増やす工夫3お金を節約する工夫4家事の時間を節約する工夫Ok chưa? Có bạn Mã Dương đã rất là nhanh tay chọn được đáp án số 3 rồi này. Còn những bạn khác thì sao ạ? Môn này này có vẻ khó đúng không? Mọi người có thấy khó không? Mọi người có thấy môn đai số 3 này nó khó hơn một chút so với các môn đai khác không ạ? Ok, bạn Nghiêm chọn đáp án số 3, bạn Dung chọn số 4, Bảo Long chọn 3, bạn Bạch Dương chọn 2. Rồi có 2, 3, 4 rồi đấy ạ. Còn một bạn nữa chọn đáp án số 1 nữa là chúng ta sẽ đủ bộ nhá. Câu này không quá khó đâu. Câu này không quá khó mặc dù là đề N2 nhưng không quá khó đúng không? Rồi, ok. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nội dung của câu này này. Em một luôn cho đủ à? Rồi, số 1 là 仕事を続ける工夫. Tình huống là gì ạ? Television で announcer が話してます. Ở trên TV thì có một MC, người ta đang nói về một cái nội dung gì đấy. Vậy thì câu hỏi đưa ra chắc chắn là cái người MC này, cái người announcer này đang nói về cái gì? Thế thôi, đúng không? Quan trọng là chúng ta sẽ tìm được cái từ khóa làm sao để bao quát được nội dung của cái đoạn này. Đó. Câu đầu tiên là gì ạ? 今日は何年さんをゲストにお迎えしました. À, hôm nay thì chúng ta sẽ chào đón, đúng không? À, một vị khách mời, guesto nhé. Một vị khách mời tên là gì gì đó chẳng hạn đúng không? Các bạn nghe không thấy tên không vấn đề gì cả, chỉ cần thấy sằng là thấy tên thôi. Được chưa? Rồi, Yamada-san wa okosan ga umareta no o kikkake ni sengyo shufu to nararemashita. Tức là cái chị này thì kể từ sau khi sinh em bé xong thì chị ấy đã trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. Đấy, một bà nội trợ chuyên nghiệp luôn, toàn thời gian ở nhà, chỉ có chăm con với gọi làm việc nhà thôi, kiểu thế. Và nghe nói là vì thế mà cái thu nhập đúng không? Cái thu nhập của gia đình nó cũng giảm đi vì chị ấy không đi làm
Đấy. Và chị ấy đã trở nên tiết kiệm hơn, đúng không? Một cách rất là tự nhiên. Rồi, không kiếm ra thêm tiền, thu nhập giảm đi thì tự nhiên là mình sẽ phải tiết kiệm hơn, kiểu như vậy. Và bây giờ thì chị ấy đã ăn giáo, nghe nói đúng không? Chị ấy rất là thoải mái với những cái cơ sở, với những cái cách, với những cái phương pháp, đúng không? Rất nhiều những cái phương pháp khác nhau. Và cái việc tiết kiệm nó đã trở thành cái sở thích của chị ấy rồi. Sở thích luôn. Đó. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ chị ấy giới thiệu những cái cách, những cái điều mà có thể thực hiện được luôn trong những cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đúng không? Để có thể giúp tiết kiệm được tiền bạc, chi phí các thứ đấy. Thế nên là mọi người hãy chuẩn bị sẵn giấy memo và lắng nghe nhé, ý là như vậy. Rồi, vậy thì bốn đáp án của chúng ta này. Câu hỏi là cái chủ đề của chương trình TV này là gì? Nói chung là cái nội dung chính của đoạn vừa nãy là gì? Thế thôi. Một, 仕事を続ける工夫 là cái cách để duy trì công việc. Phải không? Cái bài này có nhắc gì đến công việc không? Không nhắc đến luôn ấy. Đúng không? Chỉ bảo là chị ấy sinh con xong thì ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, chứ không nói gì đến công việc luôn nhá. Nên chắc chắn là nó không chính xác. Số 2 là 収入を増やす工夫 là cái cách để tăng thu nhập. Người ta có liệt kê ra phương pháp để tăng thu nhập không? Không. Đúng không? Chúng ta phải đặt ngược câu hỏi lại là người ta có đưa ra các cái phương pháp để làm tăng thu nhập lên không? Ví dụ như là làm thêm cái này rồi buôn bán cái kia chẳng hạn để tăng thu nhập chẳng hạn, không hề có, đúng không? Không có. Rồi số 3, お金を節約する工夫 là cái cách để tiết kiệm tiền, có. Có. Rồi. 3번 nhé. Số 4 là 가지는 시간を節約する工夫 cái cách để tiết kiệm thời gian làm việc nhà. Đó, cái này cũng không nói đến. Đúng chưa? Đây. Cái này, nội dung 가지는 시간 là không nhắc tới. Nhá, không nhắc tới. Thế là chúng ta sẽ có đáp án chính xác là đáp án số 3 mọi người nhá. Đáp án số 3. Được chưa? Ok. Kết thúc câu số 3, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu số 4 này. Câu số 4 chúng ta bắt đầu luôn nhá. 大学のサークルのリーダーが話しています. 土曜日は小学生との交流会 お疲れ様でした。 子供たちはみんなとても楽しんでくれていましたよね。 先生方や保護者の方も高く評価してくださったようで良かったです。 ただ、場所に問題があったように思います。 最初は広くて動きやすくていいなと思っていたんですが、 逆に広すぎて子供たちと距離がありました。 次回、来月のクリスマスパーティーでは内容だけじゃなく、 このような点についても気をつけたいと思います。 皆さんは何か気づいた点はありませんか? リーダーの話の主な内容は何ですか? 1. 小学生との交流会の内容 2. 小学生との交流会の反省点 3. クリスマスパーティーの内容 4. クリスマスパーティーの反省点 Rồi, các bạn có thể đưa ra lựa chọn của mình nhé. Rồi, có bạn Như Nguyễn chọn số 3, Bảo Long chọn 3, Dương Sàng 2, Mạnh Sàng 4, Tố Loan 2 luôn. Ok, thế thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nội dung của nó. Mọi người có thể xác định được chủ đề là chúng ta đã loại bỏ bớt được hai câu rồi. Đúng không? Xác định chủ đề chúng ta loại bỏ bớt được hai câu. Ở đây là 大学のサークルのリーダーが話しています là một leader, một nhóm trưởng, đúng không? Của một câu lạc bộ trong một trường học nào đấy đang nói về một nội dung nào đó. Đấy. Thì ở câu đầu tiên, chủ nhật tuần này thì vào ngày thứ bảy đúng không? Thì mọi người đã rất là vất vả với cái buổi giao lưu với các bạn học sinh tiểu học. Đúng không? Rồi, các bạn, các em nhỏ thì mọi người đều đã rất là vui vẻ nhỉ? Các em nhỏ thì đều đã rất là vui. Và thật là may. Vì là cả những gì đấy?
cả những thầy cô cũng như là những người giám hộ, tức là phụ huynh của các em nhỏ ấy, cũng đánh giá rất là cao cái buổi đó. Ý là được nhận được những cái đánh giá rất là cao từ giáo viên và phụ huynh, đúng chưa? Tuy nhiên, thật ạ, đúng chưa? Tuy nhiên, đằng sau tuy nhiên nó mới là vấn đề quan trọng, nó mới là vấn đề. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là tôi nghĩ là gặp một chút vấn đề ở cái hội trường là gì ạ? Ban đầu đúng không? Ban đầu thì tôi đã nghĩ là nó rộng và rất dễ gọi là hoạt động ấy, nên là cảm thấy cái hội trường đấy ok, tốt. Nhưng mà làm sao? Ngược lại thì vì nó rộng quá nên là các bạn nhỏ, khoảng cách giữa các bạn nhỏ này, kyori ga arimashita. Đấy. Vậy thì lần tới ở trong cái bữa tiệc Giáng sinh vào tháng sau ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần phải chú ý hơn, không chỉ là vấn đề nội dung mà còn chú ý hơn cả về cái điểm này nữa. Điểm này là điểm gì ạ? Là về cái basho. Đúng không? Ừ. Rồi, và minasan, nani ka kizuita ten wa arimasen ka? Mọi người có để ý hay là có nhận ra còn vấn đề gì nữa không ạ? Đó. Câu hỏi là gì? Cái nội dung chủ yếu của câu chuyện của cái người leader ở đây là gì? Đúng không? Mình xác định được chủ đề của cái đoạn này đang nói về cái gì chưa? Đang nói về cái gì đấy ạ? À, đang nói về cái buổi giao lưu với học sinh tiểu học. Đúng không? Vậy thì nói gì về cái buổi giao lưu với học sinh tiểu học ạ? Là về nội dung hay về những cái điểm cần phải xem xét lại, nhìn nhận lại? Đó, nội dung có vấn đề gì không? Không. Mà nó đang nằm ở cái số 2 nhá. Nội dung cần phải, những cái điểm cần phải xem xét lại. Điểm cần xem xét lại là gì đấy? Người ta liệt kê ra là gì đấy? Là cái hội trường đúng không? Hội trường. Rồi, còn hai cái tiếp theo là nói về cái buổi tiệc Giáng sinh. Thì đây chỉ là một cái gì đấy? Một cái đem ra để thêm thôi, nó chỉ là cái phần phụ thôi. Rồi, nó chỉ là cái phần phụ thôi, đúng không ạ? Nên là trước tiên về cái mặt chủ đề nó đã không chính xác rồi. Mặt chủ đề đã không chính xác rồi. Chúng ta có thể loại bỏ hai đáp án 3 và 4 nhá. Ok chưa nào? Hai. Rồi, thế thì chúng ta sẽ có đáp án số 2 ở đây nhá, là những cái điểm cần phải xem xét lại trong cái buổi giao lưu với học sinh tiểu học. Được chưa? Ok. Bây giờ sẽ thử tiếp với một câu level cao hơn. Câu nhỉ? Được một. Một câu thôi. Cố gắng nhé mọi người nhá. Bắt đầu này. 旅行関連のイベントで、旅行会社の男の人が話しています。空港や旅先での荷物の紛失、盗難、不安ですよね。我が社では新たに携帯電話と連動した旅行用カバンを開発しました。携帯から30メートル離れると、双方で警告音が鳴り、事態を知らせます。万が一、紛失、もしくは持ち去られたとしても、GPS 発信機が搭載されているので、携帯から位置を把握、追跡できます。ただ、盗難の際は危険を伴うこともあるので、自力での無理な追跡はくれぐれもなさらないように。男の人は主に何について話していますか ?1 新しく開発した製品の機能2空港でよく起きている事件3カバンの安全な持ち方4旅先でトラブルから身を守る方法Ok chưa? Câu này mọi người thấy có khó hơn các câu trước không ạ? N1 có khác với N2, N3 không? Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nội dung của câu số 5. Nội dung tình huống là gì ạ? 旅行関連のイベントで旅行会社の男の人が話しています。Nó khác cái gì ạ? Nó dài hơn tí thôi. Dài hơn một tí. Dung bé chọn 1, công danh chọn 3. Đấy. Tức là có một người đàn ông của một cái công ty du lịch nào đấy đang nói gì đó trong một cái sự kiện liên quan đến du lịch. Đấy, rồi, ok. Thì cái chủ đề của chúng ta chính là nói về cái việc liên quan đến du lịch đó rồi đúng không? Xem luôn câu đầu tiên xem nó có cái chủ đề gì khác này. 空港や旅先での荷物の紛失、盗難、不安ですよね.
Tức là mọi người thì rất là bất an với cái việc là bị trộm cắp hay là đánh mất trộm cắp này, hay là đánh mất đồ đạc ở sân bay hoặc là ở đâu đấy, ở những cái điểm du lịch. Đúng nào? Thì chủ đề của chúng ta chính là nói về cái việc mà chúng ta đi du lịch mà bị trộm cắp, bị mất đồ các thứ ấy, nói về những cái sự bất an đó. Đấy là chủ đề nhá. Vậy thì người ta sẽ nói gì liên quan đến cái chủ đề đấy, chúng ta cùng nhau xem tiếp. Vậy thì ở công ty chúng tôi thì chúng tôi đã phát triển ra một cái cặp, một cái kabang, cái cặp chuyên dụng cho đi du lịch. Nó sẽ có liên kết với điện thoại di động. Đấy, tức là một cái cặp loại kiểu mới đúng không? Nó sẽ có sự liên kết với điện thoại di động. Khi mà gì đấy? Khi mà nó rời xa, tức là khi cái cặp kia nó rời xa cái điện thoại 30m thì nó sẽ cả hai bên, tức là cả điện thoại di động và cả cái cặp đấy, nó sẽ đều phát ra cái tiếng chuông cảnh báo, tiếng còi cảnh báo, đúng không? Để thông báo cái tình hình về việc là bị trộm, bị mất rồi, kiểu thế. Pali hiện đại quá. Chưa nghe bao giờ đúng không? Nó chỉ gặp trên đề nghe thôi, chưa gặp ở ngoài thực tế. Rồi, và cái trường hợp không may, mang ga ichi đúng không? Trường hợp không may mà chúng ta bị mất này, hoặc là bị người ta, bị những cái tên trộm cái cắp đấy nó lấy, nó cầm đi xa rồi ấy. Thì vì là ở trên cái cặp nó sẽ cài cái hệ thống định vị GPS, thế nên là chúng ta sẽ có thể nắm bắt được cái vị trí từ cái điện thoại của chúng ta và đuổi theo cái tên trộm, tên cướp đó. Tuy nhiên, khi mà gặp cái trường hợp là tô nan, tức là bị cướp giật đi, cướp ở đây là dùng bạo lực để cướp đấy, thì nó sẽ kèm theo cả những cái mối nguy, tức là kèm theo cả những cái sự nguy hiểm nữa. Thế nên là mọi người hãy làm sao? Cố gắng là đừng cố để đuổi theo người ta nhá. Đừng tự mình cố đuổi theo người ta để giành lại làm gì cả, kiểu là như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn câu hỏi là cái người đàn ông này đang chủ yếu nói về nội dung gì, ý là nội dung chính đang nói đến là gì. Một, atarashiku khaihatsu sareta seihin no kino, là cái tính năng của cái sản phẩm mới được phát triển. Đúng không ạ? Đúng này không? Ờ rồi, chính là nó nhá. Tính năng của cái sản phẩm nào đấy ạ? Chính là cái kabang đấy. Kabang. Đúng không? Cái cặp, tính năng của nó là gì? Có định vị GPS, rời xa điện thoại đúng không? Bị cướp giật khỏi cái điện thoại khoảng 30m là nó kêu. Đấy là tính năng của nó, người ta có liệt kê. Được chưa? Rồi, số 2 là cái vụ án thường xảy ra ở sân bay. Người ta có liệt kê ra những vụ án như thế nào thường xảy ra sân bay xuyên suốt cả cái bài đấy không? Không, chỉ có mỗi câu đầu tiên nhắc đến sân bay thôi. Đúng không ạ? Và câu đầu tiên người ta không chỉ nhắc đến sân bay, người ta còn nhắc đến cái gì nữa? Điểm du lịch Tabisaki nữa. Đúng không? Nên nó, cái sân bay ở đây nó sẽ không phải là cái nội dung chính của cả cái bài này nhá. Tiếp, số 3 là kaban no anzen no mochikata. Cái cách để cầm cặp một cách an toàn, cầm làm sao để không bị giật, không bị mất ấy. Không nói đến đúng không? Và số 3 là tabisaki de torabru kara mi o mamoru ho. Cái phương pháp để chúng ta bảo vệ bản thân mình khỏi những cái rắc rối ở những cái điểm du lịch. Thì có phải không? Không phải luôn. Đó, ok. Nhá, thì chúng ta sẽ có đáp án là đáp án số 1. Rồi. Như các bạn có nhận xét thì N1 với N2 nó cũng không có tranh nhau gì là mấy, chỉ là bài nó dài hơn tí, câu hỏi nó dài hơn một chút. Thế thôi nhá. Ok, hy vọng là mọi người đã hiểu được cách làm bài của dạng môn đai số 3 ở phần nghe hiểu của N3, N2, N1 này. Ok, các bạn có thắc mắc gì không ạ? Hai, nhả vía sớm, nhả vía cho tất cả các bạn thi đỗ trong kỳ thi tuần này nha mọi người nhá. Hai, cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hai, ok, bye bye mọi người nha. Bye bye.